chỉ ra cho kính thầy. Sau khi mà họ bóc xong á, thì cầm trong tay á, thì nhờ Nguyễn Cảnh đọc và là em Trung sẽ đọc cái thông đó cho thầy nội. Bây giờ mình tiến hành bóc thông nha. Còn cái rồi các cái trưởng đoàn là lại bóc đi. Thôi bây giờ mình cũng không biết mà đếm đi. Đếm cho nào đoàn nào có mặt rồi. Đếm đi. Mình đếm để cho thầy nội. Đây đây. Rồi trung tâm bảo trợ là số 4 nè. Rồi ghi trung tâm bảo trợ số 4 đi. Số này số mấy? Ủa. Bay phiên nha. Ủa đơn vị của mình là đơn vị gì chị? Dạ thư viện tỉnh chị. Thư viện hả? Thư viện có bữa nay có chị Tú My, ca sĩ Tú My phải không? Tú My đang diễn ca sĩ chính đó chị. Dạ. Đại diện cho đội hoa giả quỳ xinh đẹp của em. Dạ rồi khoan con quay cái nha, đội hình này nè. Cô quẩy tay đi con. Đội này là đội hoa nở kệ. Rồi. Hôm nay đội mình không phải cô hôm nay đội mình tới đây quyết tâm lấy giải gì về? Bây giờ thì quyết tâm là đây lấy giải vô địch. Rồi bây giờ mình 1, 2, 3 mình còn nói vô địch nha. 1, 2, 3 vô chú bên khiến thị này bảo là thôi nhường giải cho mấy chú này bây giờ làm sao? À đây hai trận đều này gặp hết hả? Đều được gặp đối thủ. Vậy là ngon rồi, mình phải không giành giải mình chơi không có nhường. Lúc này tôi với ông này đang lúc này dạ. Đang kéo này mà rồi ông ấy đi. chú là trưởng đoàn của những bông hoa đây à, không tôi chỉ giao lưu với lại cái đội hoa giả quỳ xinh đẹp nhất của Kiên Giang mình. Dạ. Và đồng thời tôi cũng đại diện cho trọng tài trở thành trọng tài A, tôi là trọng tài B. Dạ. D. Dạ. B D đúng rồi. Các chị hoa giả quỳ này cứ an tâm, có tôi đứng sau lưng thôi. Đây. Đó, thầy không lại thầy này. Đây. Đây là trọng tài A. Yeah. Hôm nay đội Thạnh Đông đi tới đây thì với quyết tâm lấy giải gì về ạ? Hai giải vô địch. Hai giải vô địch. Hôm nay lần đầu tiên đảm nhận thay mặt ban tổ chức xin gửi đến quý vị đại biểu, các vận động viên cùng các chị cổ động viên lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Biểu diễn dance sport với hai điệu rumba và samba, hai tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, ba phát biểu khai mạc, bốn mời tổ trọng tài và tổ trưởng lên tuyên thệ, năm đại diện vận động viên lên tuyên thệ. Và kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình khai mạc, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu thưởng thức phần trình diễn dance sport với hai điệu rumba và samba đến từ đi ăn, sao đi ăn vậy mà?
Xã hội và tình thương mến thương giữa người sáng dành cho người mù tỉnh Kiên Giang nhằm chăm sóc giúp đỡ cho người mù trong tỉnh được vui sống vươn lên, nâng cao kiến thức, hòa nhập cộng đồng, xóa mặc cảm tự ti, tham gia lao động sản xuất các ngành nghề phù hợp với người khiếm thị, tham gia rèn luyện sức khỏe, phát triển năng lượng tích cực hơn. Hội người mù tỉnh Kiên Giang rất vinh dự và vô cùng phấn khởi tổ chức chương trình hội thao đôi tay thay đôi mắt. Đó là lý do của hội thao ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, đến dự hội thao ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu về phía đại biểu. Xin trân trọng được giới thiệu ông Trần Minh Trí, Phó Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa. Xin trân trọng được giới thiệu bà Ngô Thị Thà, Trưởng phòng Chính sách Xã hội tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng được giới thiệu ông Bùi Thanh Phương, Giám đốc Công ty Tổ chức Sự kiện Truyền thông Thanh Phương Dance Academy. Và đặc biệt xin trân trọng được giới thiệu 8 đơn vị cùng tham gia trong hội thao ngày hôm nay. Xin trân trọng được giới thiệu đơn vị Hội Người Mù tỉnh Kiên Giang, đơn vị Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang, đơn vị Tỉnh đoàn Kiên Giang, đơn vị Thư viện tỉnh Kiên Giang, đơn vị Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Phương Sơn, đơn vị Trường Trung học Phổ thông Thành Đông huyện Tân Hiệp, đơn vị Trung tâm Thanh Phương Dance Academy và đơn vị cuối cùng Câu lạc bộ Dưỡng sinh Phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 100 vận động viên đến từ. Và để liên tục chương trình, chúng ta cùng mời lên sân khấu ông Châu Minh Trung, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc hội thao. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, khách mời, anh chị em vận động viên báo Kiên Giang, đài phát thanh truyền hình Kiên Giang, đài phát thanh truyền thanh Rạch Giá Kiên Giang, anh chị em hội viên hội người mù thân mến, tôi chủ tịch Châu Minh Trung thay mặt ban chấp hành hội xin gửi đến quý đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2023 tại khu vui chơi giải trí Phú Điền, Hội Người Mù tỉnh Kiên Giang tổ chức chuỗi sự kiện nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Ngày 18 tháng 4, ngày Người Khuyết Tật. Ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, Hội vinh dự đón tiếp 7 đơn vị khách mời sẽ đồng hành cùng Hội Người Mù
tham gia thi đấu 3 môn thể thao, trong đó môn bóng chuyền chính thị, môn kéo co, môn đập nồi, với chủ đề đôi tay thay đôi mắt để thấy rằng chúng tôi tuy tàn nhưng không phế. Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị khách mời đã dành thời gian quý báu cho Hội Người Mù tỉnh Kiên Giang thực hiện hoàn thành mô hình hội thao hôm nay. Hướng tới, hội rất mong được quý vị khách mời sẽ mời hội cùng tham gia giao lưu các giải phong trào thi đấu nhằm để học hỏi, nâng cao sức khỏe. Và ngay phút này đây, tôi tuyên bố hội thao đôi tay thay đôi mắt chính thức bắt đầu. Và tiếp theo chương trình, chúng ta xin mời các thành viên của tổ trọng tài chúng ta cùng bước lên sân khấu ra mắt và đại diện tổ trưởng tổ trọng tài chúng ta phát biểu tuyên thệ ạ. Giải theo cái trên tinh thần khách quan và trung thực vô tư theo xin đại diện lực lượng vận động viên thi đấu hội thao đôi tay thay đôi mắt năm 2023 xin tuyên thệ một tuân thủ thi đấu với tinh thần khách quan trung thực vô tư tuân thủ điều lệ mà ban tổ chức đã ban hành không làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến kết quả của hội thao. Hai, xin thi đấu hết mình vì sự thành công chung của hội thao. Xin hứa, xin hứa, xin hứa, xin hứa. Vâng, xin chúng ta cảm ơn vận động viên của chúng ta với lời hứa thật là quyết tâm, đúng không quý vị? Và kính thưa quý vị ơi, các vận động viên ơi, các vận động viên ơi, chúng ta sẵn sàng chưa? À, mình xin là những khẩu hiệu sẵn sàng của các bạn đó. Sẵn sàng chưa? Cổ động viên nha, xin mời các cổ động viên nha. Vâng, và xin mời chúng ta cùng bước ra sân để chúng ta thi đấu chương trình hội thao của chúng ta.